Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục. Nguyên do tại Hêrôđiade, vợ của Philippe, anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Hêrôđiade, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Hêrôđiade tiến vào nhảy múa làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng: con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ: con nên xin gì? Mẹ cô đáp: xin đầu Gioan tẩy giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan tẩy giả đặt trên dĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên dĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên dĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, khi nghe đọc lại tường thuật của đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta không khỏi bàng hoàng trước những mưu mô sự dữ. Sự dữ len lỏi vào lòng dạ con người và khiến con người trở nên những con sói luôn rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nhưng cuối cùng, sức mạnh của công lý vẫn chiến thắng. Chúng ta có thể bị đau khổ ở thế gian này khi chúng ta bảo vệ chân lý, nhưng chắc chắn sẽ giành được phần thưởng thiên quốc cho những ai bền vững đến cùng. Bi kịch của Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết cho chúng ta thấy rõ nỗi thù hận khiến con người đi tới những hành động mất nhân tính. Từ một lĩnh vực nghệ thuật được tán dương ca ngợi, vẫn có thể làm cho nhơ uế bằng những âm mưu giết người. Từ một cuộc lễ vui, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm đặc biệt, đầy tràn niềm vui, nhưng nếu mang vào đó sự thù oán, thì bữa tiệc sinh nhật vẫn có thể trở thành một buổi lễ tang tóc đau thương. Thù oán khiến tâm hồn con người bị mù tối, và kéo theo đó là cả thế hệ tiếp nối cũng lầm đường lạc lối. Nỗi căm thù của người mẹ Hêrôđia độc ác đã dồn vào nơi đứa con gái bé nhỏ có tài múa vũ đạo xuất sắc. Thay vì đón nhận những phần quà tốt đẹp cho thành quả rèn luyện nghệ thuật vũ đạo của mình, thì cô bé lại đòi cho được cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên dĩa. Món quà khiến cho mọi người phải kinh hồn bạc vía. Một điều thật quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ. Cái chết của Gioan cũng báo trước cái chết của Đức Kitô
đấng sẽ bị sự dữ rình mò hãm hại, bị vu khống, bị sỉ nhục và bị chết trên thập giá. Có lẽ Gioan khi can đảm chống lại sự dữ và cái ác, lên án tố cáo tội lỗi gian dâm của tên vua bạo chúa, thì Gioan cũng biết rõ kết cục của mình, chắc chắn nguy hiểm sẽ đến với mình. Nhưng bởi vì Ngài là tiếng hô trong sa mạc, là người dọn đường hèn mọn của Đức Kitô, Gioan không thể nào không lên tiếng bảo vệ sự thật, bảo vệ sự công chính. Ngài đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng. Từ khi còn trẻ, Gioan Tẩy Giả đã từ bỏ tất cả, đã đặt Chúa lên trên hết mọi sự, đã đặt chân lý làm lễ sống của mình. Ngài lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Ngài lui vào sa mạc, trút bỏ mọi sự thế gian này, trút bỏ những quyến luyến vật chất, trút bỏ những điều làm cho con người chúng ta trở nên sợ hãi, yếu đuối. Ngài tiến vào sa mạc để lắng nghe lời Chúa chỉ dẫn, để trở nên những người môn đệ thực sự của Thiên Chúa, những người can đảm và mạnh mẽ nói lên tiếng nói của Thiên Chúa. Trên hành trình tìm kiếm chân lý, chắc chắn phải có đớn đau của sự từ bỏ, có đau khổ của sự hy sinh, có tiếc nuối của sự mất mát. Nhưng hơn hết, chúng ta sẽ có niềm vui của sự khai mở tâm hồn, một tâm hồn phó thác trong tình yêu cứu độ. Đức đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong Đường Hy Vọng số 167, Ngài nói rằng: đừng nhát sợ, hãy xem công vụ các thánh tông đồ. Đói khát, rách rưới, trộm cướp, roi đòn, tù đầy. Nếu con sợ, đừng làm tông đồ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học nơi Thánh Gioan Tiền Hô, để không sợ hãi đi ngược dòng đời, mà tiến bước mạnh mẽ, dấn thân bảo vệ và rao truyền chân lý Kitô giáo cho muôn người nhận biết tình yêu của Chúa. Amen. Bị bách hại vì sống công chính, đó là làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho sự thật nước trời sẽ thuộc về chúng ta. Nếu trong đời sống của mình mất đi một phần thân thể, hy sinh cả mạng sống để trở thành lời ca tụng Chúa, đó cũng là một cái ơn gọi của chúng ta. Tin mừng nói đến cái chết anh dũng của Gioan Tẩy Giả, vị tiên tri nào cũng là tiếng nói của Thiên Chúa đối với con người. Và còn cái lời minh chứng nào hùng hồ hơn là cái chết hy sinh? Chúng ta thấy khung cảnh của vua Herode trong bữa tiệc mừng sinh nhật của ông, một khung cảnh hào nhoáng, vui tươi, phấn khởi, nhảy múa linh đình. Trong khi đó có một khung cảnh trái ngược, đó là trong ngục tù có Gioan Tẩy Giả đang bị nhốt ở trong đó. Herode với bữa tiệc diễn ra thật linh đình, trọng thể, có khiêu vũ, có âm nhạc, có muôn thế giới thượng khách. Trong khi đó Gioan Tẩy Giả thì cô đơn cô độc một mình, ngồi co ro lắng nghe tiếng cười chế nhạo của những người khác trong những tiếng ồn ào, trong những điệu vũ ghê tởm như vậy. Phần thưởng dành cho vua là điệu vũ mang lại một cảm giác thật là sung sướng, một cảm giác có thể làm cho người ta ra mù tối. Đúng như vậy, với những lời đó, với những gì mà ông đã cảm nhận được, ông đã thốt ra một lời thề thật kinh khủng, để làm chết đi một Gioan Tẩy Giả, một vị chứng nhân anh dũng. Trong đời sống của mọi người chúng ta cũng vậy, có những lúc chúng ta cũng bị ngu muội, cũng có những lúc chúng ta cũng bị cám dỗ,
Cũng có những lúc đôi khi chúng ta phải buông ra những lời mà chúng ta không nên nói, phải làm thiệt hại cho những người khác. Nếu như chứng nhân anh dũng của Gioan Tẩy Giả đã để lại một chân lý về sự thật, về tình yêu, về chứng nhân tin mừng, thì đối ngược lại, một hình ảnh vua Hê-rô-đê cũng như Hê-rô-đi-a cũng vậy. Một hình ảnh phản chiếu lại với đời sống thật khê tởm. Nhân dịp mình kính Thánh Gioan Tẩy Giả ngày hôm nay, mọi người cũng chúng ta cùng hãy học đòi bất chước nơi thánh nhân, biết nói lên chân lý, biết nói lên lời sự thật dọc cho đời sống của mình, biết làm chứng cho tin mừng, để rồi mọi người nhận biết Thiên Chúa nhiều hơn. Cho dù đôi khi chúng ta cũng phải chịu bách hại, chịu tử đạo, chịu hy sinh, cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả vậy. Chứ đừng chúng ta đừng sống với những thái độ thật là kinh khủng của Hê-rô-đê, thái độ kinh khủng của Hê-rô-đi-a. Đời sống người Kitô hữu là phản chiếu những trang tin mừng thật đẹp để nói lên tình yêu của Thiên Chúa, chứ không phải đời sống của chúng ta phản chiếu những điều thật kinh tởm của xã hội, của con người gian ác. Xin cho chúng ta cũng biết học đòi bất chước nơi thánh nhân, để rồi chúng ta mãi mãi trung thành là những chứng nhân tông đồ của Chúa, là những chứng nhân của xã hội, là những chứng nhân của con cái của người. Amen. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, trong phụng vụ các thánh, chỉ có Thánh Gioan Tẩy Giả là chúng ta mừng ngày sinh nhật. Và rồi chúng ta cũng mừng ngày Ngài chết, Ngài tử đạo, Ngài bị trảm quyết. Thánh Gioan Tẩy Giả là người đã đi trước Chúa Giê-xu để mở đường cho người. Gioan đã loan báo cho dân ơn thống hối, và Ngài đã rửa tội để quy tụ Israel lại làm một, nên một mối đợi chờ đấng cứu thế. Và hôm nay Gioan là người đã bị giết, chúng ta hiểu rằng cái chết của ông, cái chết cho chân lý, cái chết đấy loan báo Chúa Giê-xu sẽ chết cho mọi người vì chân lý, và Ngài muốn quy tụ chúng ta lại trong Thiên Chúa. Nói đến cái chết của Gioan Tẩy Giả, lời Chúa ngày hôm nay kể ông đang bị tống giam trong ngục, Ê-rô-đê không dám giết ông. Thế rồi trong một ngày đại lễ, nhà vua thiết tiệc các quan đại thần. Hôm đấy là ngày sinh nhật của Ê-rô-đê. Khi cô con gái của Ê-rô-đi-a-đê ra nhảy múa làm vui thực khách, thì ông đã hứa với cô con gái: con xin gì thì ta sẽ cho. Chúng ta cũng biết Ê-rô-đi-a-đê là vợ của Philip-phê, anh cùng cha khác mẹ với ông. Và rồi ông đã cướp vợ của người anh này, tức là đã lấy bà Ê-rô-đi-a-đê bất hợp pháp. Bị Gioan Tẩy Giả can ngăn, và bà Ê-rô-đi-a-đê đã ghim một mối thù với Gioan Tẩy Giả, cần phải loại trừ Ngài, để tránh những lời mà nhân dân người ta nghe theo Ngài, người ta đàm tiếu. Thế là cái chết của Gioan Tẩy Giả là cái chết từ sự gian ác của một người đàn bà, và cái chết này cũng vì sự lăng loạn của một đức vua. Cái chết này cho chúng ta thấy xã hội, cuộc sống con người, người ta đi bảo vệ sự giữ và người ta muốn hủy diệt sự lành. Cho đến ngày hôm nay, chung quanh chúng ta cũng biết bao nhiêu người đi hủy diệt sự lành, diệt những mầm sống để bảo vệ sự giữ, bảo vệ tiếng tăm, bảo vệ cho mình một đời sống ổn định trong tội lỗi. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta
cho mọi người khi đứng trước cái chết của Gioan Tẩy Giả hiểu rằng cuộc đời có nhiều oan khiên mà đôi khi do chính chúng ta gây ra. Cuộc đời có nhiều bất hạnh mà do khi chúng ta muốn bảo vệ quyền lợi của mình, muốn bảo vệ những giá trị riêng tư của mình, chúng ta đã gây ra cho người khác những nỗi buồn, những nỗi bất hạnh, những tai ương trong cuộc đời. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta dừng lại trước cái chết của Gioan Tẩy Giả. Chúng ta phải có một quyết tâm, chúng ta phải xây dựng một nền văn minh tình thương và một nền văn minh trong đấy mọi người, sự sống, quyền lợi, môi trường đều được bảo vệ. Amen.